Vòng loại của cuộc thi Tài năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh Robotacon 2014 đã diễn ra vào sáng nay. Hơn 40 đội thi tới từ 32 trường tiểu học và trung học cơ sở thành phố đã chứng tỏ sự sáng tạo của mình. Ngay từ sáng sớm, gần 100 học sinh dự thi và phụ huynh đã tập trung đầy đủ tại điểm thi. Các thí sinh hào hứng khuấy động bầu không khí qua tiết mục cùng robot nhảy điệu nhảy ngựa trong ca khúc Gangnam Style. Cầm trên tay bộ dụng cụ lắp ráp, các đội đều rất tự tin vào khả năng chiến thắng của mình. Thi này rất là bổ ích, giúp cho người ta phát triển trí thông minh, sáng tạo. Những cái sân chơi này, những cái trải nghiệm này nhằm giúp cho học sinh nó có thứ nhất, nó giảm stress luôn. Và đồng thời nó sẽ có những cái hoạt động để mà bổ sung cái việc học để làm cho chúng ta hoài giáo dục nó hoàn thiện hơn. 4 đội xuất sắc nhất ở mỗi bảng sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra vào ngày mai. Đội chiến thắng sẽ có cơ hội tham gia vào cuộc thi Robotics dành cho thanh thiếu niên quốc tế, được tổ chức tại Malaysia vào tháng 11 năm 2014.